nhược lương thần ngọc công giữ gia nhân. Xin mời các anh em đội nhóm chúng ta ra lấy xe sóc hai hàng theo đoàn bố tô dẫn đầu để chúng ta cùng tiến em về. Các anh em đội nhóm ở bên ngoài những ai đến và để chúng ta về nơi đang nghỉ cuối cùng, chúng ta hãy lấy xe và sắp dùng cho hai hàng theo đoàn bố tô dẫn đường ở trên cùng. Thank you.
lên đầy quả tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Đây chung độ thứ nhất. Chung độ thứ nhất. Tất cả mọi người xin được điểm đưa em quan về đến đại quả tăng. Cầu nguyện cho hương linh em được nhẹ nhàng giảng sinh cực lạc. Còn đây chung độ thứ hai. Đây chung độ thứ hai. Kính mời ăn cai quan thay mặt cho gia đình. Thank you.
nó vô trong mà quay vô chú đó, con quay mặt vô chú. Thì Quang và anh Quang đã được lên xe rồi nha cô chú. Bây giờ đến nơi hỏa táng nha cô chú. Bây giờ cô chú cùng theo chân em để tới nơi mà mai táng nha cô chú. Rất là nhiều bà con láng giềng đến tiễn đưa anh đi ạ. Là khách đường Nguyễn Chi Phương cô chú ạ. Một người chiến sĩ rất là tốt. Cô chú cùng theo chân em là đến nơi hỏa táng của anh Quang nha cô chú. Dạ. Dạ thì bây giờ thì cũng thủ tục đã xong rồi nha cô chú. Giờ rước anh về nhà để thờ lại nha cô chú. Rồi, ok. Dạ, chú ngủ rồi nha. Dạ.
xuống đâu ta? Dạ, về phần mai táng của anh đã xong rồi chú ạ. À.